Cô gái Việt cưới đại gia Thái Lan hé lộ cách giữ chồng, ở nhà vẫn phải đẹp, đi ngủ cũng vẫn lồng lộn. Những tiết lộ của nàng dâu hào môn khiến hội chị em đều phải gật gù đồng ý. Angela Chu, hiện tượng giao kéo luôn nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt là từ khi lấy chồng đại gia Thái Lan, cuộc sống của Angela Chu ngày càng thay đổi. Nàng dâu hào môn có đời sống sang chảnh, ở cùng gia đình chồng trong khuôn viên rộng rãi và được cưng chiều hết mực. Mới đây, cô nàng tiết lộ bí quyết giữ chồng giàu khiến hội chị em quan tâm. Theo đó, Angela Chu cho biết, kể từ khi va được ông xã ở sân bay, cô nhận thấy phụ nữ đi đâu cũng cần phải đẹp, có vẻ ngoài chỉn chu, cuốn hút. Bởi hội chị em luôn ám ảnh câu chuyện quen thuộc là khi mặc đẹp lộng lẫy đôi khi không gặp ai, nhưng cứ lúc nào đầu bù tóc rối hẳn sẽ gặp người quen. Phải luôn đẹp và thơm trong mọi hoàn cảnh. Vì nhiều khi duyên phận, gặp định mệnh của mình chỉ vòn vẹn trong vài phút thoáng qua. Như mình ra sân bay vô tình cưới được chồng như ý đó. Hôm gặp nhau mà mình tóc tai bù xù thì có phải để tuột chồng vào tay người khác rồi không? Angela Chu chia sẻ. Không những vậy, nàng dâu hào môn còn tiết lộ, mình đi ngủ cũng phải chọn đồ ngủ lồng lộp. Sáng ra dành cả tiếng chăm da, thay bộ đồ đẹp dù làm việc online tại nhà. Thứ nhất, bản thân mình thích vậy, làm đẹp với mình cũng là một kiểu hạnh phúc. Thứ hai, để chồng mình ở nhà vẫn được ngắm vợ đẹp. Phía dưới bài đăng, dân tình đều đồng ý với chia sẻ của hot girl giao kéo. Hầu hết, Hội chị em đều tâm đắc cho rằng là con gái nhất định phải đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, không ít người cũng muốn xin vía Angela Chu để cũng gặp được định mệnh của đời mình. Trên trang cá nhân của mình, Angela Chu không ngần ngại chia sẻ về hôn nhân cũng như cuộc sống hạnh phúc bên chồng Thái Lan. Theo đó, cô nàng được ông xã hơn 15 tuổi hết sưng yêu chiều, chưa bao giờ từ chối vợ điều gì. Từ những việc nhỏ thường ngày đến đầu tư tiền tỷ cho vợ kinh doanh, đại gia này đều đáp ứng tất cả cưới chồng vừa phong độ lại vừa được cưng như trứng thế này cứ đẹp để giữ chồng là chuẩn rồi